Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Bài viết này được thực hiện bởi Limitless, đăng tải trên website Spider Room. Tao nuôi nướng mày bao nhiêu năm nay để mày ăn nói với tao thế à? Mày đã nuôi tao được đồng nào chưa mà mày dám lên tiếng với tao? Tao nuôi mày cả đời mà giờ tao nhờ mày có tí việc thôi đã ỉ ôi rồi. Và còn rất nhiều những câu nói tương tự được các bậc phụ huynh sử dụng để chứng minh quyền uy của mình trước con cái. Việc sử dụng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của mình để đòi hỏi sự tuân lệnh hay thậm chí là yêu thương vô điều kiện từ con cái là một kỹ năng dạy con vô cùng sai lầm, thường được phụ huynh Việt Nam sử dụng, dẫn tới một tình trạng chung là khoảng cách giữa con cái và bố mẹ ở Việt Nam khá lớn. Xin đừng biến ơn nuôi dưỡng thành món nợ. Từ khi sinh ra cho tới khi chúng con có thể tự nuôi sống bản thân mình, chúng con không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dựa dẫm vào sự nuôi dạy của bố mẹ. Vì vậy, có một điều chắc chắn rằng khi bố mẹ nhắc tới công ơn nuôi dưỡng suốt những năm chúng con không thể tự chăm sóc mình, chúng con sẽ luôn ở vị trí mắc nợ như bố mẹ vẫn hay nói với chúng con. Tuy nhiên, điều đó chẳng phải là bố mẹ đang hạ thấp giá trị của công ơn ấy hay sao? Còn đâu là tình yêu thương vô điều kiện, vô bờ bến của bố mẹ nữa? Như vậy chẳng khác gì bố mẹ đang giam lỏng bọn con như những con nợ bị nhồi nợ vào mồm từ khi còn chưa biết gì, để rồi khi lớn lên bọn con bị bắt phải trả hay sao? Chả thà bố mẹ nói với chúng con khi chúng con bắt đầu biết nghe biết hiểu rằng mày là con nợ của tao, cho tới khi mày biết trả hết nợ thì chúng mày phải làm nô lệ cho tao. Ấy thế nhưng món nợ tình thì bao giờ trả hết cho đủ. Và thế là bọn con mãi mãi mặc định thuộc sở hữu của bố mẹ. Bọn con muốn trao cho bố mẹ sự yêu thương và tôn trọng chân thành. Bọn con tự hào và biết ơn khi bọn con là con của bố mẹ. Nhưng chữ của ấy bọn con không có ý là mang nghĩa đen như kiểu sở hữu của người phế vật. Chúng con muốn chữ của ấy đem chọn sự tự nguyện, sự hài lòng, sự yêu thương, chân thành. Rằng chúng con muốn là con của bố mẹ, chứ không phải vốn dĩ bọn con là của bố mẹ. Chúng con không muốn mọi sự ngoan ngoãn, lễ phép hay quan tâm kia được thể hiện ra chỉ vì bọn con đang trả nợ cho bố mẹ, chỉ vì tao đẻ ra mày, tao nuôi nấng mày. Bởi nếu đó là cuộc sống bên ngoài, bố mẹ biết nó gọi là gì không? Nó là sự sòng phẳng, sự giả tạo, và xuất hiện giữa hai người không muốn có ràng buộc gì với nhau. Anh cho tôi một, và vì tôi nợ anh nên tôi phải làm cho anh việc này, và tên là Hòa. Bố mẹ mong muốn mối quan hệ giữa người với người trong gia đình như vậy á? Chúng con muốn thuộc về một gia đình mà mọi người yêu thương, tôn trọng lẫn nhau dựa trên tinh thần tự nguyện, chứ không phải vì áp bức, vì mắc nợ. Chúng con không thuộc sở hữu của bố mẹ. Xin đừng ép chúng con phải tuân thủ tuyệt đối mọi sự chỉ đạo của bố mẹ mà không có cơ hội được phát biểu ý kiến riêng. Xin đừng coi bọn con là điều đương nhiên. Xin hãy tôn trọng chúng con bởi chúng con cũng là một con người. Nếu bố mẹ muốn nhận được sự tôn trọng và yêu thương chân thành từ bọn con, hãy làm điều xứng đáng để có được điều đó. Con biết điều này sẽ làm nhiều bố mẹ tức giận khi đọc được, bởi bố mẹ đã quá quen với việc coi điều đó là mặc định. Nhưng đó thực ra chỉ là phép công bằng cơ bản giữa con người với con người mà thôi. Bọn con có thể trao cho bố mẹ những điều bố mẹ muốn: sự ngoan ngoãn, lễ phép, phục tùng. Nhưng nếu đó chỉ là vì mắc nợ thì mọi thứ thực sự rất là miễn cưỡng. Xin hãy tôn trọng bọn con như tôn trọng một người trưởng thành. Nếu bố mẹ có việc cần sự giúp đỡ của bọn con, hãy hỏi xem bọn con có rảnh không. Hãy nói câu nhờ vả thay vì sai khiến. Nếu bọn con lỡ không giúp được, xin đừng đem công ơn mà bọn con trân quý ra để ép buộc hay là chửi rủa bọn con. Và nếu bọn con giúp được, xin hãy có một lời cảm ơn chân thành với bọn con. Xin hãy tôn trọng bọn con như một người trưởng thành. Nếu bọn con có ý kiến khác với ý kiến của bố mẹ, xin hãy lắng nghe và tôn trọng bọn con. Nếu bố mẹ thấy có điều gì chưa được trong những quan điểm còn non nớt của bọn con, xin hãy từ tốn giáo dục bọn con thay vì đì bọn con xuống, chia bài ý kiến của bọn con. Nếu có sự khác biệt về quan điểm, xin hãy chấp nhận sự khác biệt đó thay vì dùng sức nặng của công dưỡng dục bắt bọn con phải làm theo ý bố mẹ. Chỉ vì bọn con còn kém xa bố mẹ cả về tuổi đời lẫn tuổi tác, không có nghĩa là bọn con không có và muốn trân trọng ý kiến của riêng mình. Xin hãy tôn trọng bọn con như tôn trọng một người trưởng thành. Nếu bọn con có phạm sai lầm, xin đừng vì thế mà coi sai lầm đó là vĩnh viễn, là chính con người con.
để từ đó tước đoạt đi mọi sự quyết định sau này của con. Xin hãy dìu bọn con dậy từ vấp ngã và để bọn con được tự đi tiếp trên chính đôi chân của mình. Xin hãy tôn trọng bọn con như tôn trọng một người trưởng thành. Nếu chúng con gặp rắc rối và tìm tới bố mẹ để chia sẻ, xin hãy lắng nghe và nếu được hãy giúp đỡ bọn con, chứ đừng đem những khó khăn trước đây của bố mẹ ra để so sánh. Và để cuối cùng, sự giúp đỡ của bố mẹ tựu lại cũng chỉ còn một câu: mẹ còn xứng chán. Chúng con cũng có những khó khăn của riêng mình và muốn tìm tới bố mẹ như những người bạn, bởi bọn con thực sự muốn gần gũi bố mẹ. Khi đó, xin hãy tôn trọng bọn con như tôn trọng một người trưởng thành. Và bởi vì chúng con là một con người, chúng con cũng biết tổn thương, biết đau trước những lời mắng quát, chửi rủa của bố mẹ. Có rất nhiều lựa chọn về cách nói để dạy bảo hay thể hiện sự quan tâm. Xin bố mẹ hãy chọn những lời lẽ nhẹ nhàng nhất, mang tính giáo dục nhất để nói với bọn con. Xin đừng bắt bọn con phải chịu đựng những lời rủa xả ấy và kèm theo câu: tao có thương mày mới mắng chửi mày để mày nên người. Khi bọn con bị tổn thương, bị xúc phạm, thì ý đồ giáo dục của bố mẹ dù có tốt và chân quý tới đâu cũng không thể thấm nhuần vào bọn con 100% được. Xin hãy dạy bọn con xin lỗi và cũng xin bố mẹ hãy xin lỗi bọn con khi bố mẹ làm tổn thương bọn con. Xin hãy tôn trọng bọn con như tôn trọng một người trưởng thành. Sau cùng, xin đừng bắt bọn con phải chịu đựng trong chính ngôi nhà của mình. Xin hãy cho phép bọn con được có tiếng nói riêng, được tôn trọng và được yêu thương bố mẹ một cách tự nguyện. Sau khi đăng tải, Limitless nhận được rất nhiều sự thông cảm, chia sẻ và biết ơn từ các user của Spider Room vì đã dũng cảm nói ra nỗi lòng của nhiều người. Không ít bạn còn chia sẻ câu chuyện của cá nhân mình. Tuy nhiên thì trong đó có user đã chia sẻ một quan điểm tương đối là khác với tác giả. Cụ thể bạn En Vietnamian cho rằng tác giả đang nhìn xã hội trong cương thường bằng cái nhìn của sự tự do cá nhân. Nếu tác giả thay đổi cái nhìn, nhiều thứ sẽ khác. Các mối quan hệ gia đình được điều chỉnh bởi hai luồng ràng buộc: tình cảm và tài sản. Còn cái chính xác là sự kết hợp từ tình yêu của cha với mẹ, được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, giáo dục. Bản năng của động vật với con của chúng ta không phải là sở hữu mà là cá nhân hóa. Con người không phải ngoại lệ. Chúng ta không sở hữu một đứa trẻ, mà đứa trẻ đó được cá nhân hóa với những đặc điểm nhân thân của cha và của mẹ. Điều này là căn cứ của thứ uy quyền trong gia đình, nhất là vào khi cả giận mất khôn, bản năng bùng phát, lấn át sự minh mẫn của phần tôi khôn ngoan. Bạn này cũng phản đối cách Limitless nói về gia đình của mình như sau. Sau tất cả thì cha mẹ vẫn đối xử với chúng ta như con người. Bức tranh tác giả khắc họa về những người cha mẹ mang màu sắc tăm tối toàn diện, mọi khoảnh khắc. Mình tin rằng không có quá nhiều cha mẹ tệ đến mức đó. Trong những khoảnh khắc thông thường, tình yêu thương của cha mẹ vẫn biểu hiện. Đó là lý do vì sao chúng ta không trở nên bạo lực hoặc chỉ độn chống lại xã hội. Sau đó, bạn đưa ra một góc nhìn bao dung hơn về cha mẹ khi cho rằng ai rồi cũng sẽ trở thành người lớn, thành cha, thành mẹ. Khó mà đảm bảo được lúc nào đó chúng ta không cáu gắt với con, rằng chúng ta nên ngồi lại, nói với nhau về những tổn thương của bản thân đã phải hứng chịu để nhắc nhở bản thân rằng khi làm cha, làm mẹ, hãy cố gắng không trở nên cha mẹ của chúng ta. Thay vì duy trì định kiến xấu về bố mẹ hay cố gắng thay đổi một thứ đã thành thâm căn cố đế trong văn hóa dạy con của người Việt. Sau đó, Limitless đã có một bình luận chi tiết không kém để bóc tách vấn đề và bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn của video, thế nên các bạn hãy cố gắng lên website của Spider Room để đọc bản đầy đủ nhất nhé. Còn bây giờ, chúng mình phải lao vào sản xuất những video tiếp theo đây. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.